Với chương trình Học bọt 2017, bố cục diễn tấu một bài nhạc theo thể loại sửa rap thường thì sửa rap sẽ gặp một trong ba loại sau đây các bạn. Đây là trích trong cái đoạn 2017. Sửa rap thường ha, nhịp 24, 244 gọi là thường. Vì phần đầu bài không có nốt tròn kéo dài hay là hai nốt trắng lướt gì các bạn ha. Hết phần intro là ca sĩ sẽ hát luôn, không có ngừng nghỉ ha. Thể loại này rất khó phân vì ta phải chọn lọc những giai điệu và cú pháp hang phân hay điểm cho thích hợp. Vì nhạc sẽ đi liên tục và không ngừng lại. Nếu ta phân và điểm mà phụ họa không chính xác á, thì bài không có before và là nghịch âm các bạn. Đôi khi làm cho chi phối cái ảnh hưởng ca sĩ hát không có đúng tiện ha. Và những ví dụ như những bài như là bài Hạ Trắng nè, Cắt Bụi nè, Mộng Dưới Hoa, Lòng Mẹ, Tông Trưởng Công Thứ. Những bài này không có nghỉ dài nên phần điểm và phân phải cẩn thận để tránh bị sai lầm và tạo sự nhàm chán các bạn. Đó là cái phần nhất gọi là sirop thường. Còn sẽ rất mùi các bạn tạm gọi là như vậy. Vì mình không có mình phân loại gì hết. Vì đầu bát nhạc có nó tròn hay là ở cuối câu á, mở đầu. Nên khi vào bài á, khi intro ban nhạc sẽ ngừng lại toàn bộ. Và ca sĩ sẽ ngân nga diễn cảm rất là mùi mẫn từ tốn các bạn. Khoan thai, mình gọi là sẽ luôn mùi các bạn. Giống như cải lương mà vô câu 1, câu đầu tiên vậy ha. Do đó lễ lại này thì rất tiện dụng và sẽ tạo cảm giác hứng thú và thoải mái cho nhạc công. Có khi chúng ta còn có thể ngẫu hứng sáng tác và ra nhiều, sáng tạo ra nhiều câu điểm rất là hay. Xin cảm ơn các bạn. Cho phù hòa rất là hay các bạn, ví dụ như là bài Đêm Cuối Tình Cha ha. À, xin gọi tên nhau, dư âm, lâu đài tình ái vân vân. Trong DVD 2017 thì chúng ta sẽ triển khai loại hình này nhiều hơn. Và cái loại thứ ba đó là slot mới các bạn. Xin tạm gọi là như vậy vì nó cũng đã có lâu rồi ha. Có thể theo nhịp 2468. Thể loại này ta phải có cách điểm phân riêng độc đáo của loại hình này là sau phần gian tấu ngắn sẽ có một câu lead bằng guitar hay là saxo rất là hay các bạn, ra hay là rock gì đó ha. Và hay dùng nhạc cụ điện tử rất là hay và quyết nguyên rượu. Xin cảm ơn các bạn. Bài Tình Khúc Vàng các bạn, Người Ấy Và Tôi với nhạc sĩ Nhất Trung, Em Phải Chọn và The House và nhạc ngoại vân vân, tình đơn côi vậy đó ha. Cần lưu ý là thể loại 1 và 2 có thể chuyển qua loại này. Tức là mình phối lại các bạn hay hơn mà nghe là tai. Sau đây là bố cục chung thường nghe thấy trong các CD ca nhạc. Bắt đầu từ intro các bạn. Ca sĩ đã hớt đã đầu qua phiên khúc và đập khúc, điệp khúc. Ban nhạc và nhạc nhạc công sẽ gian tấu một phần của phiên khúc. Một đoạn thật là hoàn chỉnh và hay. Thứ tư là ca sĩ sát lại phần điệp khúc và phần phiên khúc để out. Như vậy để tránh cho cái bài nhạc nó sẽ bị kéo dài, có nhiều bài nhạc kéo dài 5-6 phút các bạn. Chẳng hạn như bài Hotel nó tới 7 phút mấy lần, tại vì do solo nhiều quá. Thường thì 3 phút rưỡi trở lên, hay 4 phút rưỡi thì ok. Nếu tránh bị kéo dài quá sẽ bị nhàm chán. Ngoại trừ trường hợp những bài nó hay quá thì có thể kéo dài được ha, những cái phần mà gian tấu á. Xin các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi.